Cái người nào ở đây thầy nói như thế này để mấy con thấy trong cái vấn đề mà phá cái vô minh lậu thì duy nhất chỉ có cái đi kinh hành, cho nên ở đây dùng cái ý thức của chúng ta quán xét trở thành cái tiêu kiến giải thoát, trở thành cái định vô lậu của chúng ta, triển khai cái chánh kiến của chúng ta, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đi kinh hành, bốn cái giai đoạn đi kinh hành, mục đích của chúng ta là làm sao cho nó hôn trầm tự nhiên, nó không có tấn công chúng ta được, chứ không phải là chúng ta thiền định gì được. Cho nên tất cả những cái trạng thái thiền định của mấy con hiện giờ mà mấy con ngồi thật yên, mấy con thấy thích thú, thì đó nó không phải đâu, nó không phải là để thiền định gì được, đó là một cái trạng thái của tưởng sức tưởng đi làm. Cho nên chúng ta phải bỏ cái này xuống đi, mà chúng ta phải cố gắng tập đi kinh hành, nó siêng năng đi, nó không còn lười biếng, mà lười biếng tức là suy. Mình thích ngồi, mình muốn ngồi, cứ mình muốn ngồi hoài đó là mình bị si. Ở đây không có ngồi, mà đi đi, đi để cho nó được ngủ. Trong những buổi khuya, nơi khuya lắm, mình cố gắng mình đi, lần mò đi, đi để mà mặc dù là nó có niệm này những cái mặt nó kệ nó, nhưng mà cứ đi, đi để cho nó được ngủ thôi. Lần lượt nó quen đi, nó không ngủ, thì lần lượt mấy con sẽ không, nó tỉnh rồi, nó không buồn ngủ nữa, nó không si được. Thì cái tri kiến giải thoát của mấy con nó sẽ tả cái tâm tham sân của mấy con. Rồi từ đó mấy con sẽ thấy cái tâm nó không có niệm, nó có một sự an trú vô cùng, vô cùng vô tận. Cho nên đó là mình đi đúng vào cái chỗ ly dục giải thoát, để từ cái chỗ ly dục sân hỷ lạc. Còn cái lại mình ức chế mình sân hỷ lạc, tức là mình ngồi mình nhất tâm, nó không niệm thì nó quen đi. Mà khi mình đi thì mình thanh lười biếng, mình muốn ngồi, ngồi để cho nó an trú, nhưng mà an trú ở trong tưởng nó nguy hiểm cho mấy con thành thật. Vì vậy mà trong khi mấy con biết bằng cái tâm đi dục cái an pháp của mình chưa sao, cho nên mình phải cố gắng ở đây mình dùng cái tri kiến của mình đi, và đồng thời mình đi kinh hành mục đích của mình để phá cái hôn trầm thì mình, tức là cái vô minh lậu của mình thôi, chứ chưa phải là mình vào thiền định gì hết. Cho nên cái trạng thái mà hủy lại rồi mấy con được cái chấp nhận đó, đó là một trạng thái của tưởng của mấy con, các con chưa, nó là cái sai, mà cái sai từ lâu tới giờ mà chúng ta đang ôm chịu mà chúng ta chưa có cách thức mà đi phá. Còn hôm nay nó đi vào trong cái lớp huấn luyện, huấn luyện chúng ta từng cái căn bản, cho nên chúng ta xả tất cả những cái này không quan trọng nữa. Do đó chúng ta tập đi kinh hành, nên vì vậy mà đi kinh hành, cho nên cô